Dạ, yeah, trân trọng kính chào thánh. Chúng ta trở lại gặp nhau qua lời của Chúa hôm nay sáng thế ký đoạn mười à, trong hành trình xuyên suốt kinh thánh. À, chúng ta sẽ đọc như thường lệ rồi chúng ta sẽ đọc xuông một lần. Chúng ta rồi chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn ngài. Chúng con chuẩn bị đọc lời của Chúa. Xin Chúa soi sáng chúng con. À, ngày hôm nay có thể nhiều tên để khiến chúng con không chú tâm vào những gì mà Chúa muốn dạy chúng con nhưng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài khiến chúng con hiểu được ý muốn của Chúa qua à, phần kinh thánh này tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ Amen đây là đoạn à, thứ 10 của sáng thế kỷ như thường lệ, tôi sẽ cũng sẽ tiếp tục dừng lại để chúng ta cùng à, nắm bắt những cái ý tưởng, à, những cái ý chính rồi sau đó chúng ta đọc à, suốt từ câu 1 cho đến hết của đoạn 10 này. Sau trận lục các con trai của Noe là Xem, Cham và Gia phép sanh con cái và đây là dòng dõi của họ. Thứ nhất, à, phần Kinh Thánh này nói đến ba dòng dõi dòng dõi của Japheth, à, dòng dõi của Jam và dòng dõi của à, của Sem. À, ba dòng dõi này là ba con trai của Noe, à, là ba người con trai duy nhất còn sống sau khi trận lục xảy ra. Dòng dõi thứ nhất đó là dòng dõi của Japheth. Con trai của Japheth là Gomer, Magog, Madai, Yavang, Tuban. Mesiac và Tira. Đó là những con trai của Gia Phết. Và con trai của Gomer, tức là con lớn của Gia Phết đó. Con trai của Gomer là Akena, Riphat và Togama. Và con trai của Gia Vang là Elisa và Terisi, Kittim và Rodanim. Đó là con trai của Gia Vàng từ họ mà có các dân tộc lan đến các đảo, à, những dân tộc này lại sống ở các đảo. Mỗi dân tộc tùy theo ngôn ngữ, gia tộc riêng mà sống trên đất nước của mình. À, như phần kinh thánh của đoạn chính, thì chúng ta thấy rằng là Chúa thiết lập giao ước và Chúa ban phước, Chúa phán bảo phải sinh sản và làm đầy giải đất. Và đây là lời, à, lời à, à, cái sự ban phước đó của Chúa và mạng lệnh của Chúa đã được bày tỏ ra tại đây à, thứ nhì là dòng dõi của Cham. của Cham là cái dân Canaan mà cái dân mình gặp rất là nhiều ở trong kinh thánh đó là dân à, dân Cúc nè dân Ai cập nè à, dân Phúc nè dân Canaan À, đó là những cái dân mà mình mình gặp rất nhiều và dòng dõi của họ mình gặp rất nhiều khi mình thấy những cái gì xích 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 là là cái dòng dõi của Canaan đó đây là dòng dõi của Cham các con trai của Cham là Cúc Ai Cập và Phúc và Canaan con trai của của Cúc là Seba Havila, Sapta, Raema, Sapteka, con trai của ra e -ma là c ba và đê đan cúc xanh niêm rốt Nìm rốt là anh hùng đầu tiên trên mặt đất nếu bây giờ ai hỏi quý vị anh hùng đầu tiên trên mặt đất là ai thì chúng ta biết rằng niêm rốt niêm rốt là con của cúc cúc là đứa con thứ nhì của cham cham là đứa con mà bị rủa xả bị nguyền rủa mà à, noe đã nguyền rủa bởi vì phạm tội với cha mình khi cha mình bị lõa lồ đó à, khi cha mình trần truồng à, khi say rượu đó đó là những người liên hệ À, cho nên à, Nimrod là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất Ông là người thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức giê hô va Vì thế có câu tục ngữ là giống như Nimrod Một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức giê hô va Đó là cái câu tục ngữ của họ lúc bây giờ Khởi đầu vương quốc của ông gồm có à, B Ba-ben, này, Eret, Akak và cane ở trong đất Sinea từ vùng đất đó ông tiến vào Assyri và xây dựng thành Ninive bắt đầu chúng ta thấy những cái tên quen thuộc nè à, xây dựng thành Ninive Rehoboti Kalat và Resen Resen nằm giữa thành Ninive và thành lớn là Kalat còn cái con trai thứ ba của của Cham đó là Ai Cập Ai Cập là tổ tiên dân Ludim, dân Anamim, dân Lehabim, Naptuhim, phát ra sim cách lưu là tổ phụ của dân Philatine. và captorim cũng là tổ phụ của dân à, Philistine nữa rồi đứa con kế của cham đó là canaan là cái tên này mình gặp thường xuyên ở trong kinh thánh canaan sindo sidon là trưởng nam và hết hết cái dân tộc hết này là sau này uh, uh, Abraham um, uh, uh, được uh, mua đất để chôn cho vợ mình đó Canaan uh, sinh uh, sinh Sidon là trưởng nam và hết Canaan uh, là tổ tiên của các các dân tộc mà mình thường gặp thường xuyên ở trong kinh thánh đây là Jebusit, uh, Amurit, Giregasit, Hevit Arekit Si, sinit, Avadit, Semarit và Hamatit. Đó là đó là những cái tên mà mình cứ xích xích tít tít rồi đó là nó, nó thuộc cái dễ thuộc con của dòng của Canaan. Canaan là con thứ tư của Cham, Cham là con út của của Noe. Đó, dòng dõi của họ ra như vậy đó. Sau đó các dân các gia tộc Canaan phân tán khắp nơi, còn lãnh thổ Canaan mở rộng từ Sidon theo hướng Gera thì đến tận Gaza. Gaza là cái giải Gaza bây giờ nó nằm ở phía nam của Judah là từ phía nam của um, của nước Do Thái đó, mà nó gần cái bờ biển và nó bên kia bờ uh, bờ biển đó là nước uh, um, nước Ai cập đó. À, là theo hướng của Dạ à, Gaza, rồi à, theo hướng Si, à, theo hướng Sodom, Gomorrah, Akma và Sebuim đó thì nó đến tận cái bờ cõi của à, Si Canaan đó đến tận tới Lisa, Lisa là ở cái cái hướng ngược ngược về lại à, hướng Gaza và đó là con cháu của Cham phân bố theo gia tộc, ngôn ngữ, đất đai và dân tộc của họ và dòng dõi thứ ba đó là dòng dõi của Sem. À Sem là là anh cả của Japheth nha. À, cho nên Sem là anh anh lớn rồi phép rồi Tiam. À, à Sem anh cả của phép là tổ phụ của dòng dõi à, Heber cùng cũng có các con trai. Các con trai của Sem là Ilam, Asur, à Batsac, Luk và Aram. Con trai của Aram là Uxer, Huler, Gete và Mắt. Còn A bắt sinh Selat, Selat sinh Hebe, Hebe sinh được hai con trai, người anh tên là Belak, Belak có nghĩa là phần chia đó. Và vì tới ngay cái thời này thì các dân tộc ở trên đất bắt đầu phân tán ra và anh em à, người em của của ông tên là Dốc Tam. À, có nghĩa rằng là ông Hebe này sanh được hai con trai, một người tên là Belac và một người tên là Dốc Tam. À trong cái thời của sanh Belac ra đó thì bắt đầu mọi người bắt đầu phân tán ra khắp nơi, tức là cũng dòng dõi của Noe ra và họ phân tán ra khắp nơi đó. À, thì à, thì Heba này sanh được hai người con trai tên là một là Belac, hai là dân à Dốc Tam đó thì uh, dốc tam sanh amodap celeb hasamavet yerat và hadoram usa dikla oban abimaen seba ophia havila và yobab à, đó là các con trai của à, uh, dốc tam tất cả những người đó đều là con trai của dốc tam lãnh thổ của họ từ từ mesa mở rộng về hướng c 3 là vùng đồi núi ở phía đông của dân à, phía đông của canaan đó à, đó là con à, con cháu của sem được phân bố theo gia tộc ngôn ngữ đất đai và dân tộc của họ và trên đây là các gia tộc của ba con trai noe à, sắp xếp theo phổ hệ dân tộc của họ từ nơi mà họ các dân tộc từ nơi họ mà các dân tộc được phân bố khắp trên mặt đất sau trận lục. à, đôi khi chúng ta đọc đoạn này mình không thấy à, cái điều gì đặc biệt ngoại trừ những cái tên được liệt kê và đôi khi mình không có nhận lãnh được những cái à, điều à, gì mình gọi là ý muốn của Chúa cho mình à, trong cái đoạn kinh thánh này nhưng chúng ta nên nhớ rằng là sự ban phước của Chúa trên ba người con trai này. À, sự ban phước của Chúa trên ba người con trai này và họ đã duy trì và làm cho đầy dãy đất. Quý vị thấy trong cái gia, gia phổ của họ được ghi lại ở đây. Cho nên chúng ta cứ sống ở trong sự ban phước của Chúa hàng ngày thì cứ vâng lời Chúa và sống ở trong cái mạng lệnh đó của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên những phần tử bày tỏ hay là ứng nghiệm hay bày tỏ phước hạnh của Chúa ở giữa mọi người. À, Chúa đã ban phước cho ba người con trai này và Chúa nói rằng là hãy sanh sản và làm cho đầy giải đất thì quả thật ở tại chỗ này chúng ta thấy tất cả những điều đó. Cho nên khi chúng ta sống trong sự ban phước của Chúa thì chúng ta sẽ tiếp tục đầy dẫy thêm, đầy dẫy thêm những thứ rất là cần thiết ở trong đời sống của mình và những thứ đó nó sẽ giúp chúng ta sống trong chương trình và ý định của Chúa ngay trên đất này trong lúc chúng ta còn ở trong cái xác thịt này. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu của đoạn 10 này và chúng ta cầu nguyện với nhau. Sau trận lục các con trai của Noe là Sem, Cham và Japheth Phết con cái. Đây là dòng dõi của họ. Con trai của Japheth là Gome, Magog, Madai, Gia Vang và Tuban, Banh, và Tira. Con trai của Gome là Atkena, Rifat và Togama. Con trai của Javan là Elisa và Tartaresi, Kip, Kittim và Rodanim. Từ họ mà các dân tộc lan đến các đảo, mỗi dân tộc tùy theo ngôn ngữ, gia tộc riêng mà sống trên đất nước mình. Con trai của 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 Cham là Cúc, Ai Cập, Phúc và Canaan. Các con trai của Cúc là Seba, Havila, Sapta, Raema, Sapteka, con trai của Raema là Seba và Deda. Cúc sinh Nimrod. Nimrod Nim là anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Ông là một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì thế có câu tục ngữ giống như Nimrod, một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Khởi đầu vương quốc của ông gồm Ba-bên, Erech, Ka Akab, Kane ở trong đất uh, Sinea từ vùng đất đó ông tiến vào Assyri và xây dựng thành Nineveh, Rehoboti, Kalat và Resen. Re Resen nằm giữa thành Nineveh và thành lớn Kalat. Ai cập là tổ phụ của dân Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Phatrusim, Cách Luhim là tổ phụ của dân Philippines và Captorim Catorim đây cũng là tổ phụ của của dân Philippines luôn đó, thưa quý vị. Canaan Sidon, trưởng nam và Hedge. Canaan là tổ tiên của các dân tộc Jebusit, Amorit, Giregasit, Havit, Arekit, Sinit, Avadit, Semarit, Hamatit. Sau đó các dân tộc các gia tộc Canaan phân tán khắp nơi. Còn lãnh thổ Canaan mở rộng từ Sidon theo hướng ghê ra thì đến tận giải Gaza. Theo hướng Sodom, Gomorrah, Akma và Seboim thì đến tận Lisa. Lesa, đó là con trai của Cham, phân bố theo gia tộc ngôn ngữ đất đai và dân tộc của họ. Xem, là anh cả của gia phết là tổ phụ của dòng dõi hebe cũng có các con trai con trai của xem là ilam asur abatsak lúc và aram con trai của aram là uxer huler geta và mắt con trai của abatsak là selat selat sinh hebe hebe được hai con trai người anh tên là berek và belek và vì vì trong thời của ông các dân tộc trên đất phân tán em người là dốc tam dốc tam san amodat celeb hasamavet jerat hadoram usa dikla oban abimael seba ofia havela và yabab yobab xin lỗi tất cả những người đó đều là con trai của dốc tam lãnh thổ của họ từ Mesa mở rộng về hướng Sê-Pha là vùng đồi núi ở phía đông. Đó là con cháu của Sem phân bố theo gia tộc, ngôn ngữ, đất đai và dân tộc của họ. Trên đây là các gia tộc của ba con trai Noe sắp xếp, xếp theo phổ hệ dân tộc của họ từ nơi họ mà các dân tộc được phân bố khắp trên mặt đất sau trận lục. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài sau trận lục. À, mọi sự bắt đầu một khởi điểm mới và chúng con đã thấy được tất cả những sự ban phước của chúa được bày tỏ một cách rõ ràng ở tại đây à, trong những cái uh, chuyện nó đã xảy ra Dầu là gì đi nữa thì mạng lệnh của chúa cũng đã được hoàn tất Chúa ơi có những con người có những dân tộc họ sanh ra và họ đã xây dựng ở trên cái sự gian gian tà của họ nhưng con cảm ơn Chúa rằng là Chúa phán hứa với chúng con và Chúa thiết lập giao ước với loài người ấy là Chúa không hủy diệt họ nữa nhưng con cảm ơn Chúa ngài không những không quỷ diệt nhưng ngài ban cho chúng con một giải pháp đó là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến với thế thế gian này để chúng con trở về lại với Đấng Christ và tại chỗ đó mọi gian ác của chúng con được thay thế bằng sự trong sạch và công chính. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều nguyện cho chúng con sống cả ngày hôm nay trong giao ước của Chúa trong lời hứa của Chúa và trong sự ban phước của ngài và xin Chúa cho chúng con vâng phục Chúa và đặt mình trong giao ước đó để rồi phước hạnh cứ gia tăng lên giống như các dân tộc này cứ gia tăng và gia tăng gấp bội và làm cho lan tràn ra cấp mặt đất. Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con sống trong phước hạnh đó và chính phước hạnh đó từ nơi Chúa ban cho để cho tất cả những phước hạnh đó được lan tràn ra như các dân tộc này vậy. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Có những phước hạnh chúng con nhận được ngày hôm nay nó sẽ lan tràn ra trong những chỗ chúng con đang làm Chỗ gia đình chúng con Chỗ hội thánh chúng con Bất cứ nơi nào chúng con làm việc Đi tới lời nói của chúng con Hành động của chúng con Thái độ của chúng con Đều lan tràn những phước hạnh ra Từ giao ước của Ngài Con cảm ơn Chúa rất nhiều Cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời Trong danh Đức Jesus Christ Amen Đó là sáng thế ký đoạn 10 Chúng ta hẹn gặp lại sáng thế ký đoạn 11 Trân trọng kính chào Hòa Thánh